Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin về công tác xây dựng lực lượng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phần cuối chuyên mục là phóng sự nói về nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình. Đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Kon Tum. Tại Công an tỉnh Kon Tum, tham dự làm việc cùng đoàn công tác có Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy U Huấn. Sau khi nghe Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh trong năm 2023, Đại tướng Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao những kết quả lực lượng Công an Kon Tum đạt được. Đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, triển khai chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, chương trình hành động của Chính phủ phát triển kinh tế sâu rộng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời yêu cầu lực lượng công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh trở thành điểm nóng, chuẩn bị chủ động từ sớm các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, nhất là các dịp lễ Tết sắp tới. Triển khai đồng bộ củng cố lực lượng công an xã chính quy, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, hướng đến xây dựng cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, hoàn thành đề án đảm bảo trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2024. Trước đó, đoàn công tác của Đại tướng Tô Lâm đến thăm các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tại các nơi đoàn đến, Bộ trưởng Tô Lâm chúc sức khỏe các vị chức sắc, bà con tín đồ tôn giáo, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển của tỉnh Kon Tum. Đề nghị các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tín đồ tôn giáo, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, tiến bộ và bền vững. Đại diện các tổ chức tôn giáo chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo của Đảng, nhà nước trong thời gian qua. Trong thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tín đồ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo để tiếp tục đóng góp tích cực vì sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm thăm gặp gỡ các nghệ nhân cồng chiêng A Bưu và nghệ nhân tạc tượng gỗ dân gian A Dức. Đây là hai nghệ nhân tiêu biểu của tỉnh Kon Tum, có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng và nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian trong nhiều năm qua. Đoàn công tác tham quan triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu vực trưng bày văn hóa du lịch ẩm thực Tây Nguyên. Công an tỉnh Kon Tum tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm 114 điều tra viên sơ cấp ở tất cả 102 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kon Tum là một trong những tỉnh đầu tiên bố trí đủ điều tra viên về tất cả công an xã phường thị trấn, thể hiện quyết tâm của Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum thực hiện chủ trương của Bộ Công an. Việc bố trí điều tra viên ở công an cấp xã là chủ trương của Bộ Công an nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của công an cấp xã trong phòng chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở. Sau khi được bổ nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các điều tra viên phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật. Vì vậy, các điều tra viên phải tự nghiên cứu, nâng cao trình độ về pháp luật, chính trị, nghiệp vụ, linh hoạt, thận trọng và quyết tâm trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo A Tị, trú tại thôn Kon Bong, xã Đắc Môn, huyện Đắc Lây về tội giết người. Theo cáo trạng,
khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2023. Sau khi uống rượu, A Tị đến nhà A Hóa ở cùng thôn để đòi nợ số tiền 20.000 đồng. Khi đến nhà A Hóa, A Tị nhặt con dao rượu bên hông nhà, rồi ra sau vườn thấy A Hóa đang nằm trên võng. A Tị cầm dao lại gần yêu cầu trả tiền. Lúc này, A Hóa nói khi nào có mới trả rồi bỏ đi. Thấy vậy, A Tị bực tức nên dùng dao gây sát thương đối với A Hóa. Sau đó, A Hóa được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi, xác định tỷ lệ thương tật 12%. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo A Tị 8 năm tù giam về tội giết người. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, qua 3 ngày tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là ngày hội lần đầu tiên được tổ chức ở Kon Tum với quy mô lớn. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được công an tỉnh chủ động làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Với chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên tinh hoa hội tụ, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Kon Tum, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên của 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng tham gia biểu diễn. Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên và cũng là dịp giao lưu, giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống của đồng bào. Vì vậy, để đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày hội, Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động diễn ra trước, trong và sau ngày hội. Đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại biểu, cán bộ và nhân dân về dự lễ khai mạc. Chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh ban hành cái kế hoạch tổng thể cũng như là rất nhiều cái văn bản chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho ngày hội. Có thể rất nhiều cái công việc công tác công an đã được chỉ đạo triển khai, nhưng mà tập trung lại có thể khái quát lại đó là chúng tôi huy động tối đa về lực lượng phương tiện để mà tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho ngày hội, và mục tiêu là phải bảo vệ được cái an ninh an toàn cho các đoàn đại biểu, cho các cái địa điểm diễn ra các hoạt động ngày hội, nhưng mà cũng phải tạo điều kiện tốt nhất để mà quần chúng nhân dân được hòa chung vào không khí cũng như tham gia vào các cái hoạt động ngày hội. Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như trình diễn, giới thiệu trích đoạn ngày hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc, không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa nghệ thuật của địa phương, trưng bày giới thiệu ẩm thực truyền thống của địa phương, liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, hoạt động thể thao quần chúng, giao lưu văn hóa nghệ thuật cồng chiêng. Cái cảm nhận không khí ở đây rất là vui, để mình đi được tham gia bốn năm tỉnh của mình rồi, mình mong sao mình thích học hỏi những cái tỉnh bạn khác nữa. Trong những ngày diễn ra lễ hội, ngoài lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các khu vực trọng điểm chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trật tự, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phân công cụ thể lực lượng ứng trực sẵn sàng, cơ động để tăng cường phối hợp, xử lý mọi tình huống đột xuất, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, cháy nổ hoặc lợi dụng các hoạt động tại ngày hội để hoạt động vi phạm pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ nhân dân và du khách về tham dự ngày hội. Trong dịp Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Tây Nguyên lần thứ nhất tại Kon Tum, thì lực lượng công an thành phố đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra lễ hội. Đặc biệt, lực lượng công an thành phố đã bố trí các lực lượng phòng chống cướp giật, trộm cắp tài sản, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và du khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh. Ngày hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và chúng tôi cũng rất tự hào đóng góp được một phần công sức của lực lượng công an trong cái thành tích chung ấy. Và thông qua cái sự kiện này cũng đã góp phần quảng bá được một cái bức tranh tươi đẹp về du lịch của tỉnh Kon Tum, về sự thân thiện của người dân Kon Tum đối với các địa phương trong cả nước, và cũng góp phần tuyên truyền về hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân. Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023 kết thúc thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, tăng cường sự đoàn kết,
hữu nghị giữa các tỉnh, các dân tộc anh em trong khu vực, tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên nói riêng và 54 dân tộc anh em Việt Nam nói chung, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.